có một ký ức mà bây giờ em không thể nào em quên được. Lúc đó em thấy ba em đang mệt, nằm võng. Em xuống em mới quậy cho ba em ly nước chanh. Xong đêm gần tới chỗ, gần tới nơi rồi. Xong tự nhiên thấy khá giận. Tự nhiên giận? Cất cái ly nước chanh hận đường chủ. Thì ngày sau ba em mất. Giá như lúc đó em... Dù nếu như ngày mai ba em mất, nhưng mà em đã đưa ly nước chanh đó cho ba em á, thì em sẽ cảm thấy là à, mình đã mở lòng ra với người mình yêu thương, ba của mình. Mà lúc đó em không đủ mạnh mẽ để em làm điều đó, cho nên đó là cái điều hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời em cho tới bây giờ. Người đẹp. Xin chào. Ai vậy? Ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây. Hả? Nhìn nha, nhìn cho kỹ nha. Em đố vậy nha. Nhà nhân vật mà mình chút nữa lên gõ cửa ở tầng mấy? Thôi mệt quá à. Tự nhiên trưa nắng mà ngước lên đếm mà tao say sẩm mặt mày rồi lên tăng xong rồi sao già rồi có tuổi rồi. Có nghĩa là nhân vật mình hôm nay là ở trên cái trên này phải không? Đúng rồi. Nhân vật đợt này mà hai chị em mình tới gõ cửa thăm nhà, đó chính là hai chị em đều là người đẹp ha, đều là ca sĩ. Hai chị em này gốc ở Tiền Giang. À, nghe nói chị Vĩnh Long mà, đúng không? Trời, Vĩnh Long biết giờ khoanh vùng coi Tiền Giang coi có ai ở Tiền Giang không. Thôi giờ nè, em bật mí luôn, ngày hôm nay Quốc Thuận và chị Cát Tường sẽ đến gõ cửa thăm nhà, đó chính là chị em Nam Anh và Nam Em. Và bây giờ Quốc Thuận và chị Cát Tường, mời quý vị hãy cùng với hai chị em chúng tôi đến gõ cửa thăm nhà Nam Anh và Nam Em trong chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà, với sự đồng hành từ thương hiệu điện gia dụng Ri, tiết kiệm điện năng, vận hành bền bỉ nha. Đi thôi. Đúng là cái tầng này nè. Giờ đó nè, cái cửa sổ quẹo vô. Đây, hay chắc mở cửa chào mình hay sao nè. Hôm nay là Quốc Thuận và chị Cát Tường đến từ chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Dạ. Không biết mình mới gõ cửa nhưng mà có được thăm nhà của Nam Em và Nam Anh không? Dạ được. Dạ. Cô mời các con vào. Dạ. Dạ. Mời vào. Mời vào. Vào đi con. Dạ. Dạ chào cô. Tướng mình theo bén con, năn nỉ hoài không nghe. Mỗi khi mà nó đi làm nghệ thuật, nó có cái gì nỗi buồn không đạt, nó bị người ta nói hơi nặng đó. Dạ. Cô thấy nó bước vào cửa làm cái mặt buồn là cô biết. Nhưng mà không bao giờ than với mẹ. Mẹ em bị cái vậy nè, giống như là ăn cơm mà em nói là em ăn cái đó, cho mẹ nói là không, mẹ không ăn đâu, không có thèm. Rồi sau mẹ nhường cho em ăn, nhưng mà sau lúc đó em thấy mẹ ăn lại. Ăn đồ ăn của em đúng không? Ăn lại cái quá rồi đó. Thì lúc đó là ngày xưa có điều kiện rồi, mà mẹ sợ tốn tiền đó, mẹ thấy con đi làm cực, mẹ không dám xài tiền của con. Đây là lần đầu tiên mà anh được ngồi chung với cả hai chị em, Nam Anh và Nam Em. Cái này chắc phải hỏi cô, không hiểu tại sao là đặt tên là Nam Anh và Nam Em mà không phải là Nam Tỷ hay là Nam Chị. Khai sanh cũng là Nam Chị Nam Em,
Nhưng mà sau này con nó lớn rồi, nó đi ra làm nghệ thuật, muốn đổi tên nam anh cho nó mạnh mẽ hơn. Tên là nữ mà tại sao đặt tên là nam? Hồi xưa ông nội nó di chúc lại là hãy sanh cho cha bốn đứa cháu nội là Việt Nam giàu mạnh. Cho nên tới phiên cái này là như nam, đúng không? Mới sanh có 10 ngày bà nội tự đi làm khai sanh, hai cái nam luôn. Rồi bà khai gì xong mẹ làm khai sanh rồi đó con. Nam chị nam em rồi đó. Cô mới nói ủa sao mẹ không đặt Nguyễn Thị Lệ Nam rồi Nguyễn Ngọc Giàu. Ôi hai đứa sanh đôi cùng một tên. Có cái lý của nội. Cho nên mới có cái tên là Nam Anh và Nam Em. Cái tên rất là hay. Nam Anh, em cả gia đình của mình á là lên trên thành phố Hồ Chí Minh mình là bao lâu rồi? 3 năm. 3 năm. Trước đó là ở Tiền Giang. Trước đó là năm em học ở Hà Nội. Còn em thì cũng một thời gian lưu lạc từ Cần Thơ về Tiền Giang rồi lên Sài Gòn rồi ra Hà Nội. Xong rồi năm em mới đậu Hoa Khôi Đồng Bằng sông Phú Long. Thì hai chị em mới vào trong đây, ở trong đây lập nghiệp luôn. Tại lúc đó em gặp may mắn. Em học ở trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội ở Hà Nội. Lúc đó em ra Hà Nội được 1 năm thì bắt đầu em đi thi Hoa Hậu. Xong rồi đăng quang Hoa Khôi Đồng Bằng sông Phú Long. Lúc mà năm em thi là năm em bao nhiêu tuổi? 19 tuổi. 19 tuổi. Sao em thi sớm nhưng mà em không chịu khích lệ tinh thần chị em mà để chị em giờ hai mấy tuổi mà chưa thi? Chị mập thù lù. Anh nhớ là sau cái cuộc thi đó là bắt đầu em tham gia vào showbiz đúng không? Em thi quốc tế thì đã được giải đáp thắng. Và hình như đó cũng là giải thưởng danh giá đầu tiên mà Việt Nam có ở trên đấu trường quốc tế. Nên là lúc đó là giống như là mọi người dành rất là nhiều cơ hội cho em. Bắt đầu em chuyển qua diễn xuất là đóng vai đầu tiên là Lô Tô. Phải công nhận là sau khi mà năm em đăng quang thì cái chuỗi cuộc sống của năm em thay đổi theo cái công việc rất là nhiều. Thì bắt đầu sau đó thì em bắt đầu em phải học cách thích nghi. Thích nghi với công việc của bạn luôn. Nhưng mà đôi khi lúc đó bạn đi làm, bạn còn non trẻ mới nên đi làm showbiz bạn bị áp lực. Nên đôi khi bạn về bạn cũng hay quạo, bạn hay cũng hay quạp mình lắm. Mà lúc đó mình tự ti về bản thân mình rồi. Mà mình thấy bạn đẹp nữa mà bạn lại nạt, ăn hiếp mình nữa. Cái mình bị buồn. Cái có một khoảng thời gian là mình, có nghĩa là bản thân em đi ra ngoài tự ở riêng để kiểu như là né nhỏ em qua hậu ra. mình vô cái lò mình luyện cho mình đẹp lại. Mình để mình đỡ tự ti nè, rồi mình chung là nó đỡ đau đầu. Có ganh tị không? Ganh tị thì không, tại vì nếu mà chị em sinh đôi thì ai cũng đẹp hết á. Quan trọng là do mình không biết cách làm đẹp bản thân thôi. Rất dễ thương. Dạ. Gia đình của mình có thường xuyên ăn cơm không? Cơm chung với nhau á? Nấu nướng mấy mẹ con có bếp núc nấu nướng ăn cơm trò chuyện với nhau. Có lắm lúc, có lắm lúc cũng được ngồi trò chuyện. Lắm lúc là lâu lâu. Đúng rồi, tại vì nè con, đôi lúc mấy đứa con đi làm mà bên nghệ thuật á, nó đi có khi là đi tối về sớm. Những cái lúc nào mà hơi được rảnh thì ở nhà nấu cơm dọn lên mấy mẹ con ngồi ăn cũng trò chuyện với nhau. Nhưng mà lúc bận quá thì cô ở nhà nấu cơm thì đứa nào về ăn thì ăn. Mấy đứa con hai con nhắn tin thôi mẹ ăn trước. Tụi con chưa về là ngồi ăn mình à, ăn mình tự ăn mình đó. Vậy này hôm nay con tới giờ con xuống bếp con phụ cô với mấy con làm bữa cơm ăn bây giờ mình đi. Chia ra đi sao con đó. Canh ổ qua món này là xào ổ qua với thịt bò. Nhưng mà hồi xưa dù có khi nào lối xóm bạn bè rồi bị lộn hai đứa nhau không cô? Có chứ, hồi đó bị lộn hoài. Ra trước nhau bao nhiêu phút, bao nhiêu giây cô? Cũng khoảng 20 phút. Năm anh ra trước 20 phút sau năm em mới ra. Tại vì thời gian đó sanh năm anh thì cô đuối sức rồi. Dạ. Sanh năm em hơi chậm. Cái ra năm em nó bị ngộp thâm đen. Đi bác sĩ phải ẩm đi hấp điện 4 ngày mới gặp được. Ủa trong nhà em bếp núc là em chính hay là năm em chính? Ai làm bếp? Nói chung là hồi xưa là ở dưới quê là cô Sáu nói là cái gì? Vì chị xây lúa thì em bồng em. Thì xưa em là hay ở ngoài cho heo ăn rồi tắm heo. Còn năm em thì làm bếp nên là thành ra nếu mà so về làm bếp thì chắc năm em giỏi hơn em. Hồi xưa cô ở quê nhưng mà sau cùng hai đứa này nó giờ nó làm nghệ thuật ở Sài Gòn đó. Cô phải lên gắn bó ở gần gũi để chăm sóc cho hai con.
Còn anh hai nó ở quê thì cũng ruộng vườn rồi có gia đình. Có vợ rồi ha. Đúng rồi. Rồi chuyện nào lấy chồng cưng? Em không có dự định là mình sẽ lấy chồng. Tại vì em sinh ra gia đình không hạnh phúc nên thành ra em sợ là sau này thiếu gì người sinh ra trong gia đình không hạnh phúc. Em nói vậy chắc chị về chứ lo con chị nó cũng không lấy chồng. Con chị nó cũng sinh ra gia đình không hạnh phúc vậy nhưng mà bây giờ nó vẫn bồ bịch yêu đương rầm rầm. Không bồ bịch yêu đương thì được nhưng mà còn lấy chồng thì khác nữa. Ê á, hồi xưa tới giờ hồi nhỏ nó lớn lên nó có nói sau này tụi con lớn lên đi làm nghệ thuật chứ. Tụi con luôn là cả hai đứa. Cả luôn. Hai đứa. Rồi lấy chồng vui lắm em. Lấy chồng vui. Không có gì vui luôn. Vui mà. Không, em mới bước qua nhà đoàn yêu thôi là em đã thấy rắc rối rồi. Nhưng mà phải có, phải trải nghiệm cuộc đời. Biết không, hiểu không? Phải có con rồi này kia nữa. Có con vui lắm. Thấy giờ mẹ chơi ở hai đứa con gái vui không? Không chị sao? Là hối hận là chị đẻ con đứa. Chị hối hận lắm luôn á. Không, em cũng thích có con nhưng mà không thích có chồng. Chị nè, bốn mấy tuổi mà vẫn khao khát lấy chồng. Cũng như ngày xưa cô với cha nó hồi tuổi mới còn bé hai vợ chồng hạnh phúc á. Yeah. Rồi chia tay. Nhưng mà gắn bó con cái là mình được hạnh phúc ba đứa con. Dạ. Yeah. Cho nên nó cũng có giai đoạn hạnh phúc cái, rồi. Cái năm đó cô với cha nó chia tay mới 27 tuổi thôi. Năm đó cô mới mang thai có 2 tháng. À, lúc mà sanh cặp sinh đôi này là cô vượt cạn một mình. Cô không có chồng bên cạnh nhưng mà có bên chồng. Có bà nội hai cháu nó còn mạnh rồi bà ngoại. Rồi khi sanh ra bà ngoại bà nội đùm bọc phụ chia sẻ với cô. Thật sự trong sâu thẳm có bao giờ em buồn hay em ngồi em khóc một mình hay là hai chị em tâm sự với nhau là thiếu thốn cái tình cảm của người cha không? Thật ra em đã ý thức được là ba của em là khi mà sau nhỏ em tìm hiểu. Nhưng mà cảm giác mình gặp ba của mình đôi khi mình không biết dùng cái từ gì để diễn tả luôn. Tại vì nó có khoảng cách á. Hồi nhỏ thì em chỉ cố gắng là sau khi mà em 18 tuổi rồi em bước ra đời, em lập nghiệp rồi thì em vẫn nuôi cái hy vọng để chấp vá gia đình lại. Nhưng mà không ngờ là ba đi sớm. Không ngờ là lúc đó là cái điều mà mình mong ước mình mãi mãi không bao giờ thực hiện được. Thì lúc đó cái cảm xúc nhiều nhất của mình chỉ là thất vọng. Thứ hai nữa là tại sao mình không làm điều đó sớm hơn mà mình phải đợi đến khi mà mình 18 tuổi. Có nghĩa là đôi khi có những thứ mình không cần phải đợi chờ mà mình muốn cái gì là mình phải làm liền bắt đầu. Hồi nhớ 3 tuổi là em có ký ức là ở nhà cô. 5 tuổi là em đã biết nấu cơm, giặt đồ, tự chăm sóc bản thân. 5 tuổi? Ừ. 6, 7 tuổi là biết ra ngoài chăn heo, dưỡng heo. Tức là 7 tuổi là vô được chuồng heo rồi đó. Ừ. Yeah. Lúc đó ở dưới quê á, rồi có anh nào theo đuổi không? Có, ngày xưa có một mối tình lúc học lớp 11. Lúc đó là yêu thầy giáo. Nó dữ dội lắm, muốn cưới luôn mà. Nhà em là xuống nhà anh đó để mà nói chuyện hỏi cưới. Để mà sau khi em tốt nghiệp trung học phổ thông thì sẽ làm đám cưới. Thì ở đó cũng bỏ rượu, chuẩn bị là đám hỏi hết rồi trơn. Bắt đầu em bẻ kèo em đi Hà Nội học. Nó đúng hơn là tại vì lúc đó em ám ảnh cái cảnh tượng lúc ba em mất. Em không có lo được cho ba em về tang lễ. Em không có lo được gì cho bản thân em. Cảm thấy mình là một đứa cần phải vượt lên cột của gia đình. Lúc đó anh chị đang bị trầm cảm. Nên là em nghĩ là nếu không phải là em thì chắc không ai có thể làm được điều này. Nên lúc đó, và lúc đó em may mắn em gặp được cơ hội. Em gặp được may mắn, em nắm bắt cơ hội. Và em nghĩ là 18 tuổi là một cái tuổi quá nhỏ để mà kết hôn. Và mình không thể nào nghĩ cho bản thân mình được, mình phải nghĩ cho gia đình mình đầu tiên. Nên em bỏ cái mối tình đó mặc dù em rất yêu người ta. Em rất là yêu. Hồi đó có giận ba không? Có. Có một ký ức mà bây giờ em không thể nào em quên được. Là lúc đó em thấy ba em đang mệt, nằm giỏng. Em xuống em quậy cho ba em đi nước chanh. Xong đây em gần tới chỗ, gần tới nơi rồi. Xong tự nhiên thấy khá giận. Sao tự nhiên ba không có nuôi mình mà để cho mình phải lông bông khổ sở với mấy con heo. Lúc đó mấy tuổi? Đó là 17 tuổi, 18 tuổi. Rồi, giận, tự nhiên giận. Cất cái ly nước chanh, hận đường chủ. Thì ngày hôm sau ba mất. Thank you.
sự ám ảnh trong đầu em cho tới bây giờ em không bao giờ quên được cái khoảnh khắc. Em hối hận đúng không? Em hối hận. Giá như lúc đó em, dù nếu như ngày mai ba mất, nhưng mà em đã đưa ly nước chanh đó cho ba em á, thì em sẽ cảm thấy là à, mình đã mở lòng ra với người mình yêu thương, ba của mình. Mà lúc đó em không đủ mạnh mẽ để em làm điều đó, cho nên đó là một cái điều hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời em cho tới bây giờ. Cái điều mà em giận ba nhiều nhất đó là cái điều gì? Điều mà em giận ba chắc cũng là cái điều em đang giận bản thân em. Mở lòng giấu cái nội tâm mình vào bên trong á. Mong muốn trước mắt của em hiện tại bây giờ em mong muốn thực hiện điều gì nhất? Cái mong muốn trước mắt mà em có thể thực hiện được đó chính là mình trân trọng gia đình của mình hiện tại. Tiếp theo em đang nuôi một ước mơ, đó là năm sau em sẽ thi hoa hậu. Năm sau cũng là hết tuổi của em rồi, nhưng mà em thi hoa hậu để em mang cái câu chuyện của em ra ánh sáng ha. Có khi nào em cảm thấy mình suy nghĩ tức quá ta, mình là chị nữa mà sao mà mình lại vô sao nó kiểu dạng vậy, có khi nào em nghĩ vậy không? Ngày xưa thì em bị tự ti, nên là thành ra em sợ là mình tham gia nghệ thuật. Tự ti về cái gì? Tự ti về ngoại hình. Nói chung là lúc mà ba em mất á là em bị trầm cảm, nên là em uống thuốc trầm cảm rất là nhiều, nên là sau đó thường thường người uống trầm cảm sẽ bị mập. Cô biết không cô? Cô biết cái giai đoạn đó, biết em bị trầm cảm không cô? Nó giấu em, con hồi đó đi học cứ đưa đón rồi cô cũng như là ở quê. Hồi xưa cô đi làm không có để ý. Ủa rồi thuốc đâu em uống? Thì lúc đó thầy chủ nhiệm em mới cho em số liên hệ với cái bác sĩ mà bên bệnh viện thần kinh. Thì em mới lên đó em trị. Hồi đó em học rất là giỏi, là ở thang điểm 9 đi. Thì khi mà em bệnh trầm cảm em học xuống còn thang điểm 2. Thì hầu như là học kỳ 1 thầy cô sợ là em không đậu tốt nghiệp luôn. Nên là thành ra là học kỳ 2 khi mà bệnh của em đỡ rồi thì hầu như là em tập trung hết công lực để mình lấy lại, để mình tốt nghiệp lớp 12. Cho nên là không để ý tới vóc dáng là dạ, nó phì. Nên nó phì, bước ra đời thì vẫn còn mang trong dòng máu trầm cảm, nên là tự ti, nên là đi kiếm một cái nghề nào đó để mà gọi là an phận. Em đi học rất là nhiều. Lúc đó em có tâm sự với em của mình không? Lúc mà trầm cảm em không có nói chuyện với ai. Vậy thì trong cái giai đoạn mà năm em cũng có những giai đoạn năm em cũng bị, theo như chị biết là cũng có trầm cảm đúng không? Dạ. Thì nó là có tâm sự với em không? Cũng không luôn. Khi mà trầm cảm mình hầu như mình đóng hết tất cả các cánh cửa để kết nối với tất cả mọi người luôn. Lúc đó mình chỉ muốn ở một mình, lúc nào không muốn gặp ai. Có nghĩa là cảm giác nó cực kỳ là nhạy cảm luôn. Vô tư giải nghiệp mùa nóng cùng Ruy bảo hành lên đến 10 năm. Anh muốn biết con bé Nam Em trong cái giai đoạn mà đi học ở ngoài Hà Nội, lúc đó con bé này nó như thế nào? Nó là một đứa rất là hiền, ngây thơ, và cái năng lượng vượt khó của nó rất là lớn. Nó như là những cái việc gì mà khó là em sẽ giải quyết hết. So với bây giờ thì như thế nào? Kiểu tự do, em muốn nói gì em nói. Em thấy em khác hơn ngày xưa rất nhiều. Em thích em bây giờ hay là thích em ở trước đây? Em thích em bây giờ và của trước đây. Em có thể kéo được cái con người ngày xưa của em lại. Có nghĩa là mình kết hợp hai đứa đó lại. Tại vì cái đứa ngày xưa nó hơi bị nhút nhát. Nhưng mà nó được cái nó vượt khó. Còn cái đứa bây giờ nó kiểu nó ngông cuồng quá. Mà nó thiếu cái năng lượng vượt khó. Cái gì mình tới có khó một cách nghĩ là thôi bỏ, nó buông. Còn Nam Em ngày xưa là không có buông cái gì á. Giống như cái lúc mà scandal là lúc đó em đã không bình thường rồi. Nhưng mà em luôn nghĩ là em bị ảo tưởng sức mạnh, em là cái gì đó rất là cao. Em giống như là cái trung tâm của vũ trụ vậy đó. Và bắt mọi người phải xoay quanh em. Khi mọi thứ nó bắt đầu không như em nghĩ thì bắt đầu em nóng tính, em gặp rất là nhiều vấn đề. Và sau đó cuối cùng là đau đầu, co giật. Từ đó tới nay là những chuỗi ngày cứ vô cấp cứu. Rồi bây giờ trong một ngày á, em làm cái gì để mang cái niềm vui đến cho em? Em đặt mục tiêu sống của em nó nhỏ lại. Mở mắt ra chơi với mấy mẹ mà em thấy vui. Rồi coi tivi, giải trí, là những cái điều gì mình thấy thoải mái nhất, là mình thấy vui. Rồi mình đi tìm kiếm niềm vui ở bên ngoài. Giống như việc là
đi ra ngoài đường coi phố xá có tiện, nhiều khi đi qua thấy một ai đó thoáng nhìn mình ngồi trong chiếc xe hơi, người ta ao ước được như mình, cái tự nhiên mình thấy mình may mắn, thấy mình vui. Khi mà cô chia tay đó, thì với ông xã thì mới có 27 tuổi, thì một đến bây giờ là một thời gian rất là dài. Mà cô chưa bao giờ nghĩ hay là bước thêm một bước nữa hả cô? Có nghĩa này cô nói bằng lời thật lòng. Cũng có người đến với cô, nhưng mà cô nghĩ rằng là ba đứa con của cô á, nó đã thiếu tình thương cha, mà nếu bây giờ cô lập gia đình thì nó đã mất tình thương mẹ. Cho nên cô muốn hy sinh tất cả mọi thứ để dành cho, đặt cái niềm tin cho ba đứa con. Năm em với năm anh nói: mẹ, hồi xưa khó khăn quá. Đúng rồi. Rồi bây giờ cuộc sống thoải mái, mẹ tìm người chia sẻ đi. Tụi con cứ đi làm mãi không có chăm sóc mẹ được. Nhưng mà sao cái tình cảm của cô đã chôn vùi nó quá lâu. Cho nên bây giờ nói tìm một cái hạnh phúc của tôi, cô lạnh quá hả cô? Nó lạnh nhạt, cô không có quan tâm. Biết đâu bất ngờ một ngày đẹp trời nào đó, tự nhiên có một cái nhân vật nào đó xuất hiện mà có thể làm cô xao xuyến để nó vui cái tuổi già bầu bạn. Biết đâu cái gì nó tới. Rồi, cơm nước đi, nó bụng rồi. Xong rồi. Con dùng cơm đi con. Ủa cô, ở nhà mình hay ăn xôi lắm hả cô? Này là gạo lứt rồi. Cho các con ăn giảm cân. À, hàng gì? Bao lâu cô mới về thăm anh Việt ở nhà một lần cô? Nửa tháng cô về một lần. Ồ, lúc đó là giao nhà cho hai cô gái này. Ừ. Nhiều khi ở nhà không có mẹ thì đôi khi cũng hơi bừa bộn một chút. Phải nói cảm giác của mẹ lúc mà từ dưới quê bước lên là không biết đường đi vô. Là coi như cái nhà này thành chuồng heo á phải không? À, nói tôi hiểu mà, trời ơi. Kêu mỗi lần đi ra đường đâu mặc bộ đồ đâu. Đồ dục không phải là đồ dơ mà kiểu mình qua đường mình mặc cái gì đó mình không thấy. Mình cứ thử hết bộ này bộ kia cho mình quăng đóng. Trong nhà này ai làm công việc của đàn ông? Đàn bà cũng làm mẹ, đàn ông cũng làm mẹ luôn. Hư một cái bóng đèn. Em sửa. Wow. Năm anh sửa. Tại hồi xưa em có sửa điện cho heo nên thành ra anh. Dạ em áp dụng cho lại điện cho người. Hai chị em có hay gây lộn nhau không? Ngày nhà hồi xưa ở chung thì có, còn bây giờ đi làm việc nhiều thì thành ra nên lo ai mà buồn kiếm người nào đó tự tâm sự, chứ không bao giờ gọi một lúc mà buồn. Kiểu không bao giờ mà đau khổ nhất là sẽ gọi em đau. Mình nghĩ hai chị em sinh đôi là có cái gì phải hỏi nhau đúng không? Hỏi nhau, gọi nhau mà hai cô này lạ lùng vậy đó. Em bị một cái hội chứng là sợ một mình. Những lúc không có mẹ, những lúc chị Nam Anh đi làm, em ở nhà một mình thì như thế nào? Cảm giác ở một mình em bị hoảng loạn á. Lúc đó thì sao? Em hay đi ra ngoài đường. Em đi ngoài đường. Không, em vô bệnh viện ngủ. Trời đất ơi. Em thích vô bệnh viện dữ lắm. Tại cái cảm giác mà nằm trong cấp cứu, hết người này là hỏi thăm, thế người kia hỏi thăm là được quan tâm, tâm hỏi. Được, có người thăm hỏi, có người biết mình đang như thế nào á. Nhiều khi đang đau lòng mà bị tổn thương thì cũng chạy vô bệnh viện khóc. Bác sĩ trả lại thôi, nín đi. Mấy người trả lại tâm sự nói chuyện sao khóc. Trời ơi, cuộc đời thì kia người diễn giả cho thêm rất là nhiều điều trong cuộc sống. Thấy tự nhiên thấy ấm lòng mà sao ngủ ngon. Hồi đó cho em nó bệnh á, tự lực đi chứ không bao giờ cho cô vô vào bệnh viện. Không bao giờ. Xin lỗi mẹ. Tại vì lúc đó em bị trầm cảm mà em không biết. Lúc nào người em cũng bực tức cáo gắt. Cái gì em cũng khó chịu. Thì điều đầu tiên là xin lỗi mẹ. Điều thứ hai là con hy vọng mình con có thể vượt qua được giai đoạn này để không có làm cho mẹ lo lắng. Thật ra thì em cũng không biết từ gì để diễn tả nữa. Tại vì chỉ có trong chăn mới biết chăn có rận. Thì chỉ có tụi em mới biết được là tụi em đã trải qua những gì. Và những cái điều đó nó gây cho mình cảm giác như thế nào. Vừa rồi thì năm em có nói là nếu mà năm em không thể cố gắng được nữa chắc năm em sẽ đi mổ não. Mà mổ não thì sẽ quên hết tất cả mọi thứ và bắt đầu lại từ đầu. Thì em nói là thì bắt từ đại từ đầu thì cũng là một cái hay. Tụi em không muốn đâu, tụi em vẫn muốn mình sống tích cực, tiếp nhận những năng lượng tích cực. Mà đôi khi có những chuyện, nói chung là
cái con không hiểu tại sao sinh ra tụi em rất là người rất là nhạy cảm và sống tình cảm và rất là dễ bị tổn thương. Nãy giờ nói trong công việc đó một xíu thôi, đó. Một phút nữa thôi, nói về chuyện tình yêu đi. Một tại chị chuyên gia tình yêu mà. Đó. Mặc dù chị đúng là cái đó, cần phải nói đang đợi yêu nè. Đang đợi nói là nó. Nè nãy giờ chị ngược, tại sao mà nãy giờ em thấy nãy giờ chị ngồi chị nhìn em hoài. Chị nhìn hai đứa hoài, chị nhìn thẳng vào mắt. Tại vì chị một điều chị nói thật sự để hai em tự tin lên là hai em rất đẹp. Rồi chị nói thiệt với em trong tình yêu nha. Nhưng mà nào không được yêu người khác. Đó. Nghiêm túc. Yêu không được người này yêu người khác bởi vì khi mà em đi đau khổ vật vã về một cái người nào đó, tại sao em không nghĩ rằng em stop, em dừng lại, em soi kiến một cái, em trang điểm lên. 1 tỷ người đang nhìn tụi em. Chị là phụ nữ mà chị nhìn tụi em chị còn đắm đuối nãy đúng giờ rồi. Thì anh nghĩ rằng thôi trước tiên là phải làm sao vượt qua sức khỏe tinh thần vượt trước. Qua đúng không? Vậy thì lại cái dòng máu đó là giống ba hay giống mẹ? Dạ giống mẹ. Mẹ em ngày xưa hát ở dưới, em còn nhớ ngày xưa mẹ em đi hát ở đâu em mua hoa tặng mẹ. Ồ mẹ có đi hát luôn hả? Ủa mẹ hát, mẹ hát tân nhạc hay là tân cổ? Tân cổ cải lương gì biết hết luôn. Wow, đừng nói biết vũ đạo luôn nha. Hả? Hồi xưa là cô cũng như là cái dòng máu á, cả dòng họ cô là ai cũng lần hát. Cái sau này mẹ sanh ra là anh em cô bây giờ người nào hát cũng được hết. Nhưng mà ngày xưa cô rất là đam mê hát. Nhưng mà con cái là gia đình cho mẹ sanh con đông rồi không đó, có điều kiện mà bỏ cái ước mơ. Lời đầu tiên cho phép Quốc Thuận xin gửi lời chào thân thương và nồng nhiệt nhất. Và hôm nay chúng ta hãy hướng mắt lên sân khấu màn hình phẳng 5K để cùng thưởng thức một tiết mục, phải nói là một tiết mục rất bất ngờ nhưng mà chắc chắn là sẽ mang đến sự hấp dẫn, đặc biệt là với hai khán giả nam anh và nam em. Đó chính là tiết mục biểu diễn của nữ nghệ sĩ Kim Loan. Tôi để gửi lời cho khán giả gần xa với một câu ha, một câu giọng cổ là lá trầu xanh. Trời ơi bài này con rất thích nha con. Anh hứa với em khi mình đến duyên nên thì một lá trầu xanh cũng nên giờ nên trồng. Thêm nồng mỗi sáng tinh sương em gánh trầu ra chờ trên con đường đê dài thoáng thắt đôi chân em không sợ nắng vàng làm héo lá trầu xanh mà chỉ sợ người yêu chờ đợi buồn phiền dôi mắt kiếm tiền vừa bối chờ tan lỡ chuyến hẹn hò tình duyên đôi lứa. Quá. Mỗi khi mẹ chưa bao giờ có một lời chia sẻ như ngày hôm nay. Mà một điều chia sẻ này là mẹ mong rằng các con luôn luôn ghi nhớ. Thì cuộc sống mẹ cũng là hạnh phúc vấp ngã. Nhưng mẹ cũng phải đứng lên. Đứng lên để mà bảo bọc cho các con đến ngày hôm nay. Luôn luôn mong rằng các con là phải mạnh mẽ lên. Và đứng lên như mẹ. Cảm ơn mẹ vì tất cả. Tươi cười như vậy và thật sự là Quốc Thuận rất là cảm động. Rồi ngày hôm nay chị Tường tới đây thì cũng trước tiên là xin chúc cô luôn được nhiều sức khỏe và chị hy vọng rằng nếu có lần tới mà chị có cơ hội gặp lại hai em thì chắc chắn là chị sẽ thấy hai em là rực rỡ hơn bây giờ, năng lượng tràn đầy hơn bây giờ nữa. Chưa hết đâu. Đây nè, một món quà.
đến từ chương trình, đó chính là quạt đứng ri sang trọng tiết kiệm điện với công suất 35W, quạt 7 cánh đi cùng 12 cấp độ gió, mang đến làn gió cực kỳ mát mẻ, bảo hành lên đến 2 năm nha. Kính thưa quý vị, chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc của chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà vào lúc 22:45 thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7 quý vị nha. Và thay mặt chương trình, Quốc Thượng xin trân trọng cảm ơn thương hiệu điều hòa gia dụng Ri tiết kiệm điện năng, vận hành bền bỉ đã đồng hành cùng với chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Còn bây giờ xin chào tạm biệt.